người trong môn nghề, ngành kinh tế có gì, cuốn sách hướng nghiệp ngành kinh tế đầu tiên của Spy Room. Nếu các bạn muốn biết ngành kinh tế có gì thì bọn mình có đặt đường link mua hàng ở dưới phần mô tả. Hãy tự tìm cho mình câu trả lời riêng nhé. Heya, chào cả nhà, lại là mình Isa đây. Và chào mừng mọi người đã quay trở lại với Spy Room. Đây là bài viết trải nghiệm, hiểu biết và phán xét của tác giả Loveless. Chúng ta cùng bắt đầu luôn nhé. Các bạn có nhớ lần cuối cùng mà các bạn đi du lịch là lúc nào không? Hay là lần cuối cùng mà các bạn đọc một cuốn sách? Hay lần cuối cùng mà các bạn khen hay chê một người nào đó ấy? Chúng ta rất may mắn khi sống trong một thế giới mà gần như toàn bộ tri thức của nhân loại được gói gọn trong những trang sách hay chỉ cách vài cú nhấp chuột. Chúng ta là những con người văn minh, hiện đại. Chúng ta biết những gì nên làm và không nên làm. Chúng ta cho rằng chúng ta có thể hiểu được mọi thứ xung quanh. Chúng ta sẵn sàng đánh giá kẻ khác bởi vì chúng ta nghĩ chúng ta luôn đúng. Nhưng sự thật thì không hẳn là như vậy. Ai cũng biết đưa tay gần lửa thì nóng. Ngày bé các mẹ thường hay khuyên răn các con mình rằng không được nghịch với lửa vì nguy hiểm, có thể bị bỏng. Sẽ có những đứa trẻ vâng lời, ngồi ngoan ngoãn khi mẹ vắng nhà. Nhưng mà cũng sẽ có những đứa trẻ không vâng lời. Chúng lục tìm những que diêm, những mẩu giấy để thách thức ngọn lửa đó. Để rồi chúng sẽ thấy lửa nóng thật và khóc với mẹ vì bị bỏng tay. Hay kể với bạn bè rằng, mày ơi, lửa nóng thật đấy, đừng chơi với nó nhé. Và rồi, những quyển sách dành cho những người phụ nữ trẻ sắp làm mẹ có thêm một mục không để con chơi với lửa. Tuy vậy thì sẽ vẫn có những đứa trẻ bất chấp những điều kia. Chúng sẽ vẫn nghịch lửa thôi. Có thể chúng rồi sẽ bị bỏng, nhưng mà vẫn cứng đầu và tiếp tục. Và người ta thường gọi chúng là những đứa trẻ hư, không biết vâng lời. Ừ, có lẽ chúng hư thật. Cho đến một ngày, chúng lớn lên và biểu diễn những tiết mục xiếc hay ảo thuật dùng lửa trên Việt Nam Got Talent, khiến các mẹ xem mà vỗ tay không ngớt. Chúng ta được trang bị kiến thức từ khi còn rất nhỏ, qua những lời dạy của ông bà, cha mẹ, qua trang sách ở trường lớp. Và rồi chúng ta bước ra đời để gây dựng sự nghiệp riêng của mình. Chúng ta biết rất nhiều, bằng cấp rất là xịn, nhưng hầu hết chúng ta chưa có trải nghiệm gì cả. Rất nhiều người cho chúng ta lên mạng hay đọc sách được một cái gì đó thì đã tự phong mình là chuyên gia trong lĩnh vực đó, mặc dù chúng ta không hề có bất kỳ kinh nghiệm hay trải nghiệm gì về lĩnh vực đó cả. Chúng ta lạm dụng kho tàng thông tin khổng lồ mà không biết chọn lọc, phân loại. Và rồi chúng ta dựa vào những thông tin chưa kiểm chứng đấy để đánh giá một người nào đó, sự việc nào đó. Và đây là những gì mà dân tình đã chia sẻ rầm rộ ngày hôm nay. Một cô bán hàng online bỗng dưng trở thành chuyên gia về ung thư. Sau khi lướt qua cái video và đống bình luận, thì tôi đã tự hỏi, đi học phổ thông làm gì nữa, cho nó phí tiền. Trải nghiệm, cụ thể hơn, ý tôi là first hand experience, là một thứ cực kỳ quan trọng. Như ví dụ nhỏ của tôi ở trên, bạn có thể biết lửa được tạo ra bởi phản ứng hóa học giữa nhiên liệu nào đó, carbon chẳng hạn, với oxy, phản ứng tỏa nhiệt và phát sáng, duy trì cho đến khi lượng oxy hoặc là nhiên liệu hết. Nhưng tất cả những thứ đó, những thứ mà bạn có thể dễ dàng kiểm chứng trong những cuốn sách về hóa học hay là Wikipedia, thì đều không thể cho bạn biết cảm giác thực sự khi đưa tay gần hơn ngọn lửa là như thế nào. Nếu không trải nghiệm một điều gì đó, thì bạn sẽ không có kinh nghiệm và không hiểu được nó một cách toàn diện. Một nhà văn viết về tình yêu mà chưa bao giờ yêu, thì anh ta lấy đâu ra cái gì để mà viết? Anh ta có thể tham khảo những tác phẩm khác hay lời kể của một ai đó, song những gì mà anh ta viết ra lại không mang lại cảm xúc trọn vẹn. Lời lẽ có thể đẹp đẽ, bay bướm, nhưng mà sáo rỗng. Có những trải nghiệm mang lại cho bạn những cảm xúc rất riêng, khó có thể ghi lại thành lời. Ví dụ, khi bạn đi ăn ở một nhà hàng nào đó, rất khó để có thể miêu tả được vị của món ăn. Hơn nữa, dù bạn có thể thấy món ăn đó ngon và review lại nhà hàng đó 5 sao, thì đó cũng chỉ là trải nghiệm của chính bạn, và chỉ bạn mà thôi. Có thể sẽ có rất nhiều người cũng thấy món đó ngon, cũng thích nó, song tôi nghĩ mỗi người vẫn sẽ có những cảm xúc khác một chút. Hay những trang confession ở trên Facebook thường hay đăng những câu chuyện éo le về tình yêu, cuộc sống,
chủ nhân của những câu chuyện đó thì muốn lời khuyên, lối thoát cho vấn đề của họ. Và rồi sẽ có những người tự nhận là đã trải qua những chuyện như thế, nhảy vào. Ừ, cứ cho là họ đã trải qua thật đi. Thì chắc gì những thứ đó đã giống với tình cảnh của người kia. Chắc gì người kia đã viết đúng, đủ và khách quan về tình cảnh của họ. Rất dễ dàng để khuyên người khác rằng tôi trải qua chuyện này rồi. Thế nên bạn cần A, B, C, X, Y, Z. Nhưng rất khó để có thể hiểu toàn vẹn những gì mà họ trải qua để có thể cho lời khuyên được. Kể cả họ có nói ra toàn bộ một cách khách quan, đầy đủ, chân thật nhất, thì điều đó cũng chỉ là họ nói lại. Sẽ có những thứ mà họ không biết, sẽ có những thứ trong thâm tâm họ mà đến bản thân họ cũng chả nhận ra. Vậy thì chúng ta lấy căn cứ đâu ra để đánh giá hay cho họ lời khuyên bây giờ? Bản năng của chúng ta là luôn cố gắng tỏ ra mình là kẻ giỏi nhất, mạnh nhất. Khi chúng ta phán xét, đánh giá một người khác, chúng ta lại xếp bản thân mình ở vị trí trên người kia một cách vô thức. Và điều đó đem lại cho chúng ta cái cảm giác, hay chính xác hơn là ảo giác, rằng chúng ta thực sự giỏi, mạnh, dù rằng thực tế không hẳn là như vậy. Nó cũng khiến chúng ta mất đi khả năng tiếp nhận, phân tích vấn đề từ nhiều khía cạnh. Và trong đại đa số các trường hợp, phán xét ai đó chẳng thể nào giải quyết được bất kỳ vấn đề nào cả. Con người rất sợ bị phán xét. Những gì mà người ngoài nói về họ mà trái với những gì mà họ nghĩ về mình sẽ khiến họ rơi vào trạng thái bất hòa nhận thức. Ý thức của con người luôn duy trì trạng thái cân bằng và hợp nhất. Nếu có những luồng suy nghĩ trái với nó sẽ tự động phủ định những luồng suy nghĩ đó một cách hoàn toàn vô thức và biểu hiện bên ngoài là những lý lẽ, những lời biện hộ chẳng hạn. Đó là lý do vì sao mà trong nhiều trường hợp, dù có thân thiết với nhau đến mấy, thì họ cũng có những bí mật mà không để người kia biết. Không phải vì họ không tin tưởng nhau, mà vì họ sợ những đánh giá, phán xét đó đi ngược lại với những mong muốn của họ, khiến cho những mối quan hệ thân thiết giữa họ và mọi người có thể bị tan vỡ. Và những người thân thiết kia lại hay cho rằng họ rất hiểu chuyện, mà thực ra họ chưa chắc đã hiểu đến thế. Họ đâm ra trách móc, giận dữ, rằng vì sao người kia lại không nói cho họ biết. Có lẽ bạn sẽ hỏi, vậy tôi muốn giúp đỡ, chia sẻ những người xung quanh thì phải làm như thế nào? Và sau đây là những gì mà tôi đã và đang làm. Thứ nhất, xây dựng lòng tin. Đây là điều tối thiểu cần thiết. Người đó phải thực sự tin tưởng bạn, cảm thấy thoải mái khi ở bên bạn, thì họ mới có thể chút bầu tâm sự được. Bạn có thể chủ động hỏi han, nhưng đừng quá ép buộc người ta phải nói. Chỉ cần bạn cho họ biết là bạn luôn sẵn sàng lắng nghe và giúp đỡ, thế là đủ rồi. Khi họ cảm thấy cần thiết, họ sẽ tìm đến bạn. Hãy cứ để mọi thứ thật tự nhiên thôi. Thứ hai, có trải nghiệm đủ nhiều. Như những gì mà tôi đã nói ở trên, bạn phải có trải nghiệm đủ nhiều. Nhất là trải nghiệm về những tình huống tương tự như người cần giúp đỡ, thì bạn mới có thể hiểu được hoàn cảnh của người ta. Sách báo hay là những câu chuyện được nghe kể không thể nào thay thế hoàn toàn những trải nghiệm đó được. Và nhiều khi chúng còn mang tính lý thuyết và sáo rỗng nữa. Thứ ba, suy nghĩ cởi mở. Hạn chế đánh giá hay phán xét, điều này rất cần thiết. Vì đối với những người cần giúp đỡ, sự phản đối là thứ cuối cùng mà họ muốn nghe. Cố gắng đặt bản thân mình vào vị trí của họ và nghĩ thoáng hơn. Thậm chí, đôi khi bạn sẽ cần phải vượt qua khỏi những ranh giới của đạo đức hay định kiến xã hội để có thể hiểu được người kia. Điều này là cực kỳ khó nếu như bạn là một người sống cứng nhắc theo quy tắc xã hội. Tất nhiên, nếu như bạn cảm thấy không thể vượt qua được thì hãy khéo léo rút lui, chứ đừng áp đặt người kia. Tôi không hoàn toàn khuyến khích suy nghĩ này, song trong nhiều trường hợp thì đó là cách duy nhất mà bạn có thể tiếp cận và thấu hiểu người kia. Thứ tư là trách nhiệm. Bạn phải chắc chắn bạn hiểu được hoàn cảnh của họ để có thể đưa ra được lời khuyên đúng đắn, chứ không đơn thuần chỉ là ủng hộ hay là phản đối. Mỗi lời nói của bạn nói ra mang theo trách nhiệm rất lớn, vì chúng có thể thay đổi hoặc thậm chí đảo lộn cuộc sống của người kia. Nếu như bạn và người kia đó càng thân thiết, trách nhiệm đó sẽ càng lớn. Dù bạn có là người liên quan hay chỉ là kẻ ngoài cuộc, thì hãy suy nghĩ thật cẩn thận trước khi nói một thứ gì đó. Trong nhiều trường hợp, những người gặp vấn đề đó có thể đã có quyết định của riêng mình. Cái họ cần chỉ là một cú hích nhẹ, sự ủng hộ từ những người mà họ yêu quý, tin tưởng nhất mà thôi. Những lúc như thế thì bạn chẳng cần phải làm gì ngoài việc lắng nghe và nói cho họ biết rằng bạn sẽ luôn ở bên họ. Tất nhiên, sẽ có những lúc mà bạn cảm thấy bất lực
vì không thể giúp gì được cho họ. Chúng ta không phải thánh thần, chúng ta không thể làm mọi thứ hoàn hảo được. Tuy vậy, chỉ cần bạn cố gắng hết sức và chấp nhận dù kết quả như thế nào, thế là cũng đủ rồi. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Và đừng quên like, share, subscribe ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên, thì hãy đăng nhập vào spyroom.com. Mình là Isa, xin chào và hẹn gặp lại.